Vâng, quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự đoán, tháng 1 âm lịch tới đây, sẽ là tháng có nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Từ vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 là tuổi con dê thuộc mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy, nghĩa là nước sông thiên hà. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 cho thấy đây là khoảng thời gian may mắn đối với bản mệnh, bạn nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Người tuổi đinh mùi, rất hợp với, giờ chẵn, ngày lẻ, và tháng chẵn. Bản mệnh tuổi đinh mùi, nên lựa chọn ngày giờ nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi cho bản mệnh tuổi đinh mùi, sinh năm 1967. Cuộc đời tuổi đinh mùi, được hưởng ra đạo êm ấm, hạnh phúc từ nhỏ, công danh có phần sáng rõ, đến trung vận càng vững vàng, có thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp bản mệnh tuổi đinh mùi sẽ hoàn thành vào năm 36 tuổi, và luôn phát triển không ngừng, cũng từ đây mà của cải, vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc, dư giả. Theo tử vi học phương Đông, bản mệnh tuổi đinh mùi, có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi, bắt đầu từ trung vận trở đi, được thành thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người tuổi này, có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ bước sang năm 2023 ngủ hành hỏa mang lại cho đinh mùi, tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng, họ biết cách để cao ưu điểm, và che giấu nhược điểm, không giống như những tuổi mùi còn lại. Con giáp này, không dễ bị tổn thương, và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác, hành hỏa khiến đinh mùi năng động, và mạnh bạo hơn, họ có thể đứng lên tự bảo vệ một mình, chăm lo cho bản thân, và đẩy mình lên hàng đầu khi bị xúc phạm họ, có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Đinh mùi là người có tính sáng tạo, và trực giác tốt nhất trong các tuổi mùi đinh mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế con giáp này khá hợp lý và thông minh bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối với bản chất hào phóng đinh mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi đinh mùi đó là sự thông minh trí tuệ vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ khi xét về thiên can địa chi ta sẽ thấy can đinh âm hỏa gặp chi mùi âm thổ gốc sinh cho ngọn nến tiềm tàng một nền tảng phúc rất dày Do đó, tuổi Đinh Mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng, có thể nói rằng tháng 1 năm 2023 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ bước sang năm mới bạn luôn cảm thấy hăng hái nhiệt tình khi làm việc đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn vất vả sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế nhận được sự tôn trọng và nể phục của những người xung quanh lại thêm việc giao tiếp giỏi bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bổn tiền ngay lập tức nhưng hãy mạnh dạn đi theo những hướng mà mình đã vạch sẵn từ trước bạn có thể sẽ dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình hơn nữa mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023, khuyên tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách cứu vãn nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đón nhận những điều may mắn, những tin vui đến với mình. Trong năm mới, sự chăm chỉ, chịu khó, sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng, đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này, trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn, và dài hạn, cho bản thân mình. Chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức bản thân, có thể dần dần vươn lên khẳng định được uy tín, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua thậm chí trải qua khó khăn. Bạn nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Các tinh tử vi xuất hiện cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi, bạn có thể gặp được những người hướng dẫn, chỉ đường, dẫn lối, khiến những người còn băn khoăn với những lựa chọn tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội, học hỏi điều hay, điều tốt từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn rất nhiều. Về mặt tài vận, theo tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho thấy tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, con đường tài lộc có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước. Nguyệt lệnh lâm dưỡng, cho phép bạn có được những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình, có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bội tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo. Đồng tiền chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu, hay phải vay mượn người khác trong làm ăn kinh doanh bạn có khả năng giao tiếp giỏi biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp những khách hàng đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai vì thế bạn tuổi đinh mùi cần phải chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp của mình nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng hoặc phần quà hấp dẫn xứng đáng với năng lực của bản thân bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp, sách đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Trong tháng có tử vi các tinh chiếu, cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi, do đó nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh mở rộng thị trường nào, thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới, có thể áp dụng vào thực tế công việc, sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ, cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn, hứa hẹn sẽ thu được nguồn tài lộc lớn trong tương lai. Về mặt tình cảm, xem tử vi cho thấy trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão này, trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc thì con đường tình duyên của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 lại khá ảm đạm, có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Đối với người độc thân, có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm, vì bạn cho rằng dành thời gian để phát triển bản thân và củng cố cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều hơn nữa bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác thời điểm này bạn thường từ chối những lời giới thiệu mai mối từ người khác hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai nên không chủ động gợi mở cũng không chủ động giữ liên lạc còn đối với người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, đến khi bạn nhận thấy hối hận thì có thể đã muộn rồi. Về mặt sức khỏe, tháng đầu tiên của năm Quý Mão này, sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 không có nhiều biến động lớn. Tháng này bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn cũng nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy, những người thân, bạn bè sẽ giúp bạn giải tỏa được áp lực căng thẳng, giúp cho bạn tích cực hơn, có mục tiêu phấn đấu hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng đầu tiên của năm mới này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.